Quý ông, quý đồng nghiệp, quý phụ huynh và các anh chị tân khóa của trường Đại học Hoa Sen. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Ngày 18 tháng 6 là sinh nhật của ông Barack Obama, là cha của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ. Ông là một nhà kinh tế ở Kenya và có lẽ không bao giờ tưởng tượng con ông sẽ có ngày trở thành Tổng thống của một cường quốc. Ông sinh vào ngày này năm 1936. Ngày 18 tháng 6 cũng là ngày mất của Maxim Gorky, người khai sinh trường phái hiện thực xã hội chủ nghĩa và là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Ông mất năm 1936, để lại những di sản lớn về văn chương và chính trị mà ông cũng không thể ngờ hết. Đối với sinh viên và đội ngũ sư phạm Hoa Sen, chúng ta có lý do riêng để cảm thấy buổi lễ trao bằng lần thứ 28 ngày hôm nay thật đặc biệt. Năm 2016 đánh dấu 25 năm thành lập trường Hoa Sen và 10 năm thành lập Đại học Hoa Sen. Với nhiều thành quả đẹp, nhiều ngành học mới được phát triển, các chương trình đại học của khoa kinh tế thương mại đạt kiểm định ACBSP, các khoa đều tăng cường các hoạt động học thuật và tạo thêm điều kiện trải nghiệm mới cho sinh viên. Hôm nay, lần đầu tiên, chúng ta mặc bộ lễ phục tốt nghiệp do giảng viên thiết kế của trường là thầy Trần Thanh Cảnh thực hiện. Đặc biệt hơn và quan trọng hơn, Quỹ Hoa Sen vừa được thành phố Hồ Chí Minh chính thức cấp phép để tiếp nhận đóng góp thiện nguyện từ các cá nhân và tổ chức nhằm đẩy mạnh mục tiêu hoạt động không vì lợi nhuận của nhà trường. Và buổi lễ này tất nhiên đặc biệt nhất vì tất cả chúng ta có mặt ở đây để chào mừng 565 người trẻ trưởng thành về nhân cách và độc lập về tư duy sẽ theo đuổi những ước mơ hoài bão của họ sau khi rời khỏi khán phòng này. Một lần nữa xin tất cả chúng ta chào mừng 565 bạn trẻ. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị phụ huynh, tôi chắc rằng quý vị rất tự hào về con mình. Họ đã đủ trưởng thành để đảm nhận những nhiệm vụ nặng nề của cuộc sống. Con đường phía trước vẫn còn nhiều gập ghềnh, gian nan. Tôi cho rằng thời điểm thành công rực rỡ của các bạn trẻ có thể chưa đến sớm, chưa đến ngay. Chính vì thực tế hiện nay của Việt Nam với những khó khăn kinh tế, đe dọa đối với chủ quyền đất nước, thảm họa môi trường, thảm họa đạo đức. Và do đó, các bạn trẻ rất cần quý vị, cần gia đình, yêu thương và ủng hộ tinh thần. Như cây xanh trong khô cằn sỏi đá, cần bón phân tưới nước để vươn cao. Các anh chị tân khoa của trường Đại học Hoa Sen thân mến, ai cũng có ước mơ hoài bão trong đời, nhất là vào thời điểm như các anh chị ngày hôm nay. Một số anh chị mơ về những gì mình cần, chẳng hạn một công việc tốt, có lương cao. Ước mơ này chắc là khá phổ biến. Có người mơ về một đám cưới với người yêu. Có người mơ việc học lên cao ở trong nước hay ở nước ngoài. Sẽ có các anh chị may mắn thực hiện được ước mơ của mình nhanh chóng sau khi tốt nghiệp. Nhưng cũng có người cần thêm thời gian. Dù gì đi nữa, việc chúng ta nuôi dưỡng ước mơ và lập kế hoạch để nó thành hiện thực thực sự là một trong những thách thức của cuộc đời. Thách thức này không phải chỉ dành riêng cho người trẻ tuổi hay những người tốt nghiệp hôm nay. Lúc nào cũng sẽ có trở lực khi người ta nuôi một ước mơ, kỳ vọng hay một giá trị. Nhưng nếu giá trị cốt lõi đó, các anh chị có biết giá trị cốt lõi là gì không? Là gì ở bên sâu trong con người của mình, làm nền cho nhân cách của mình, làm cái xương sống cho mình đứng thẳng. Giá trị cốt lõi là như vậy đó. Và hoài bão của mình, các anh chị có biết hoài bão là gì không? Hoài bão là cái gì mình ôm ấp ở trong lòng. Bão dấu ngã là cái bụng, là thiệt bụng của mình, ôm ấp nó trong lòng, yêu quý nó, mốc nó thì mình không còn là mình nữa. Vậy thì lúc nào nếu như đó thực sự là giá trị cốt lõi, là hoài bão của đời mình, thì chúng ta cần nuôi dưỡng, bảo vệ nó cho bằng được, dù thực tế có khắc nghiệt, phũ phàng đến đâu. Vượt bão dông để thực hiện hoài bão lớn,
mỗi người đều sẽ mạnh mẽ hơn. Giống như nhiều đồng nghiệp Hoa Sen, tôi đã thấy bản thân mình và cả nhà trường học được nhiều điều biết bao nhiêu và vững mạnh hơn lên vượt bậc như thế nào trong 3 năm gần đây. Tôi muốn chia sẻ với các anh chị Tân Khoa một phần ước mơ và hoài bão của tôi. Tôi luôn tin rằng mọi người trong xã hội xứng đáng học đại học nếu họ được tạo điều kiện đầy đủ. Và tôi có khao khát mãnh liệt là các bạn trẻ người Việt phải có được cơ hội tiếp cận một nền giáo dục hiện đại, nhân bản, phục vụ cho sự phát triển toàn diện của cá nhân trong một môi trường lành mạnh, thanh sạch như ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tôi đã luôn làm việc cực lực để cùng đồng nghiệp cố gắng thực hiện ước mơ này tại trường Đại học Hoa Sen. Có thể còn quá sớm cho tôi đánh giá, mà cũng có thể tôi không nên tự đánh giá về mức độ thực hiện ước mơ của mình. Nhưng tôi đã làm hết sức hết lòng, và tôi may mắn nhìn thấy phần nào kết quả trong thành công của các anh chị. Tôi rất thích câu này của Maxim Gorky mà theo tôi sẽ vẫn còn giá trị lâu dài. Nên tiếp tục đọc sách. Xin nhắc các anh chị là cái mũ Tân Khoa các anh chị đang đội có hình một quyển sách mở. Nên tiếp tục đọc sách, nhưng nhớ rằng sách chỉ là sách, và mỗi người cần học cách tư duy, suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình. Hơn 2.000 năm trước, Mạnh Tử cũng từng nhắc, tin cả vào sách thì chẳng thà không đọc sách còn hơn. Một câu khác của Gorky, hãy là người tử tế, hãy rộng lượng, nhân ái, hãy yêu thương bạn bè, an ủi người đau khổ và tha thứ cho kẻ đã cư xử không phải với mình. Từ Hoa Sen, một trường đại học Việt Nam, tôi muốn nói thêm điều cuối cùng quan trọng này. Các anh chị hãy nuôi ước mơ, hoài bão về đất nước và người dân trên chính quê hương mình. Với những tố chất của cây tre và Hoa Sen, chúng ta hoàn toàn đủ sức sống còn, vươn lên dù trong tình thế ngặt nghèo, và người Việt hoàn toàn xứng đáng được hưởng những giá trị và thành tựu như mọi dân tộc khác. Xin nhắc các anh chị, mỗi khi ra đường chạy xe cẩn thận, và tôi mong các anh chị đeo đuổi thực hiện cho bằng được ước mơ của mình. Các đồng nghiệp Hoa Sen và bản thân tôi luôn sẽ rất vui mừng nhận được thông tin từ các anh chị trong tương lai. Xin thay mặt nhà trường chúc các anh chị mọi điều tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị và các anh chị.